Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho các bạn cách xem YouTube trên các dòng iPad và có hệ điều hành iOS thấp từ 12 trở xuống nha các bạn. Thì iOS 12 trở lên thì mới cài được ứng dụng YouTube, còn iOS 11 hoặc là 10 thì nó sẽ không hỗ trợ nữa. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình xem YouTube trên các dòng iPad 1, 2, 3, 4 nha các bạn. Hoặc là iPad mini nữa cũng không thể cài được. Rồi, các bạn thấy trên màn hình đây là cửa sổ của YouTube. Thì để cài được cái icon như thế này thì các bạn sẽ vào Safari. Đây, các bạn gõ vào đây là youtube.com nha các bạn. Rồi, sau đó các bạn bấm đi. Rồi, đây là cái trang chủ của YouTube. Rồi, tiếp theo đó các bạn nhấn vào cái hình này, cái hình mũi tên hướng lên trời ạ. Rồi, nó có chữ là thêm vào màn hình chính này. Các bạn sẽ nhấn vào thêm vào màn hình chính. Rồi, có cái chữ trang chủ YouTube nha. Rồi, các bạn có thể, sau đó các bạn có thể chỉnh sửa vào đây là đây, các bạn bấm chữ YouTube thôi, bỏ chữ trang chủ đi, sau bạn bấm thêm nhé. Bạn chờ chút xíu. Đấy, như vậy là trên cái màn hình chính của chúng ta đã có cái hình biểu tượng của YouTube. Thì các bạn bấm vô. Đó, nó sẽ ra cái trang chủ YouTube luôn. Và các bạn bấm vào xem bình thường thôi. Đây, các bạn bấm vào xem. Rồi, đây là cái quảng cáo. Rồi, các bạn chờ chút xíu nó sẽ qua quảng cáo. Các bạn bỏ qua. Rồi, đây là mình đã đang xem ứng dụng YouTube rồi. Nhưng mà cái chế độ hình ảnh này nó hơi mờ. Các bạn có thể bấm vào cái phím cài đặt đây. Các bạn hãy chuyển cái chế độ về HD nha. Chứ mình các bạn để như chế độ tự động nó 360 thì nó sẽ mờ lắm. Các bạn sẽ bấm vào 720 nha. Rồi, các bạn chờ chút xíu cho nó load. Nó sẽ load xong là nó sẽ tắt lên. Rồi, sau đó các bạn sẽ bấm vào OK nha. OK để thoát ra. Sau đó, ví dụ các bạn muốn xem tràn màn hình đầy đủ full hết thì các bạn hãy nhấn vào cái hình này. À, như vậy là mình đã xem được YouTube trên các cái dòng máy iPad mà nó không hỗ trợ cài ứng dụng rồi. Tại vì các cái dòng iPad 1, 2, 3, 4 và mini nó sẽ không cài đặt và App Store nó sẽ không hỗ trợ đâu các bạn nhé. Cho nên là các bạn chỉ có vào Safari để các bạn thêm cái dấu trang đó thôi. Chứ nó không có hỗ trợ cài được cái app YouTube đâu. Cho nên là chúng ta bắt buộc là nếu để xem được chúng ta chống cháy thì các bạn chỉ có vào Safari để cài cái YouTube thôi. Thì xem nó cũng tương đối ổn chứ cũng không đến nỗi lắm. Nó cũng OK để cho các bạn chống cháy. Đó, xem nó cũng rất là nét nha các bạn. Đó, nó cũng rất là nét. Đây, nó xem như nó như một cái máy tính luôn. Đây, giao diện nó hoàn toàn như máy tính. Đây, các bạn muốn xem video nào thì các bạn cứ bấm vào. Đó, nó chỉ chống cháy như vậy thôi. Rồi, OK. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn fix một cái lỗi nhỏ nhỏ để cho các bạn xem chống cháy trên cái ứng dụng YouTube trên các cái dòng iPad mà nó không hỗ trợ cài cái app YouTube nha các bạn. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Rồi, xin cảm ơn.